cho người nghèo là mình tốt thiện lắm rồi. Cái đức của mình rất là vô lượng, nó càng này nó càng lên hơn 100 luôn. Trân trọng kính chào quý vị khán giả gần xa kính mến và quý vị trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị một ngày thân tâm an lạc, đạo quả viên thành, vạn sự như ý trong ngày mới. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói lên một đề tài về bé Tường Lam. Nói câu nôm na là có cái sự phát động phát 1.000 ký gạo là bố thí để cho mình có được nhiều phước đức. Đó. Thì kính thưa quý vị, cái lời phát động này mà mọi người đã nghe theo và đã có sự ủng hộ rất đông. Hôm nay như chúng tôi đã biết thì đã có nhiều nhà hảo tâm đã phát được, nghĩa là qua kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương, thì chúng tôi nhận định là có thể là 5-6 phần 1.000 ký là khoảng 5-6 tấn gạo gì rồi. Thì bây giờ nói vấn đề Phật Pháp về nguyên lý thì đây, câu bình thường thì mình nói rằng phát động, nhưng mà đây về Phật Pháp thì đây là một lời nói pháp của bên Phật giáo, là kêu rõ lòng từ thiện bố thí sẽ hưởng được phước lành và cũng để cứu giúp được mọi người qua cơn hoạn nạn, trong cơn nghèo khó. Thì như hồi nãy chúng tôi đã lướt qua kênh YouTube thì hiện nay nhiều hoàn cảnh rất là khổ. Trong cái số mà làm công nhân ở các tỉnh về Bình Dương thì đã có, nghĩa là ba đơn vị là ba cá nhân phát, nghĩa là 3.000 ký gạo là một điều rất là trân trọng. Ai xem qua cũng phải là cái lời nói của bé Tường Lam là rất có kết quả. Thì cái việc từ thiện là một con đường, từ thiện bố thí là một con đường, nghĩa là hành đạo ngắn nhất để cho chúng ta được sự, nghĩa là an lạc. Vì trong cõi đời này có câu là ta có vui, người vui mới khả, người có vui mới êm ả đời ta. Thì bây giờ như quý vị có tiền của, có dư giả là quý vị cũng là thấy thỏa mãn được rồi. Nhưng mà mình phải suy nghĩ lại, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Mình chia sẻ niềm vui của mình, sự giàu có của mình, cái sự là tội nguyện của mình bớt lại cho những người không đủ điều kiện, nghĩa là thoải mái, không đủ điều kiện về kinh tế, đang vật lộn với cái ăn cái mặc, thì mình chia sẻ cho họ dầu một phần nhỏ thôi, thì những người đó vẫn có niềm vui. Thành thử ra cái câu nghĩa là rất bình dân mộc mạc tôi vừa đọc lên như hồi nãy, thì tôi cũng nói lại là ta có vui, người vui mới khả, người có vui mới êm ả đời ta. Mình được vui thì người ta cũng có thể vui, người ta có thể vui thì mình mới là thấy là cuộc đời mình thanh thản. Đó là cũng là trong nguyên lý Phật giáo. Thì cũng như Đức Thầy ngày trước, trong thời năm 1945, Thầy có viết lên bài khuyên người vào lòng phước thiện, thì mọi người là đều hưởng ứng theo, bởi vì Thầy là một vị Phật, là một vị toàn năng, toàn giác, có đức độ hoàn toàn, có đức thì nói người ta mới nghe,
à, không có đức nói chẳng ai nghe hết. À, thì hiện bây giờ cái thực tế nhất, à, lời nói của bé Tường Lam chỉ 5 tuổi thôi, à, mà đã nói lên, à, chỉ nói ngắn gọn một câu pháp, phát 1.000 ký gạo là mọi người đều là hoan hỷ hưởng ứng. À, và thấy đó là một chân lý của Phật pháp, à, là phải bố thí, à, để sanh về cõi trời hay là để là về phước đức, à, đặng mà mình được sau này được thanh thản hơn, giàu có hơn. À, thì mình cũng so sánh, à, những người có phước có đức, à, có đức thì nói người ta mới nghe, à, rồi không có đức thì nói cho ai nghe. À, bằng chứng bây giờ tôi xin nói rõ như thế này, à, nhiều vị, à, cũng là bài đặt nghĩa là viết kinh viết kệ có dần có ngữ, à, nhưng mà không thành vấn đề, không đi vào trọng tâm. À, bây giờ trọng tâm ngắn gọn, nếu một câu pháp nói ngắn gọn, à, là phát 1.000 ký gạo, à, không dài dòng, à, phát 1.000 ký gạo là để có đức hạnh về sau, à, tỏa lòng bố thí để sau mình được hưởng quả đẹp, hưởng quả lành. À, đó là một câu nói pháp của đứa bé 5 tuổi mà trong xã hội ngày nay, à, thì lướt qua cái mạng xã hội thì có Phật phải có ma, à, có tà có chánh, à, thời nào cũng thế, à, có anh hùng có quân tử thì cũng có tiểu nhân, à, thành thử ra rất là chua xót cho cái đời mà mạt pháp như thế này, lòng người đổi trắng thay đen, à, à, biết người ta biết đâu là chánh là tà là phải là quấy, mà không nhận định được đâu là chánh đâu là tà, đâu là phải đâu là quấy, đâu là đúng đâu là sai. Mà trong dư luận xã hội thì nói rằng đứa bé Tường Lam này là do Phú Kênh Độc Lạ Bình Dương với mẹ của bé Tường Lam đứng lên làm đạo diễn. Xin thưa quý vị, nếu mà làm đạo diễn mà nghĩa là diễn xuất diễn tuồng được như vậy thì chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ và cũng hoan nghênh. À, ở đây diễn xuất diễn tuồng, à, nếu mà có như vậy thì cũng khuyên người ta bố thí ăn chay niệm Phật cúng lại, à, đó là một điều rất tốt. À, bây giờ trong gia đình quý vị có thể dạy dỗ được như vậy hay không? À, mà nếu người ta mà có thật sự vậy là tôi xin ủng hộ và mọi người nên tỉnh táo để nhận xét, đó là một điều tốt lành. Chứ bây giờ tôi thấy nhiều gia đình, à, nghĩa là đối với con cái dạy dỗ không được, à, chuyện đó là chuyện của tự nhiên. Xã hội ngày nay, à, con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ, đâm chém lẫn nhau, à, rồi nghĩa là, à, như Đức Thầy đã nói, à, cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền huynh đệ xé xô nhau, à, nghĩa là nghĩ lợi danh, à, quên nghĩa đồng bào. À, thấy như thế lòng đau tở cắt, à, đó là chỉ tôi xin lỗi với quý vị đồng đạo cao niên mà những người thuộc chánh văn của Đức Thầy đôi lúc là tôi cũng có nghe là nhầm lẫn từ trong đó, à, nhưng mà cái ý thì đại khái như vậy chứ tôi không dám là sửa văn sửa lời của thầy, à, trong ý như vậy thành thử ra có gì sơ xuất về chánh văn, à, xin quý vị đồng đạo, à, cao minh, à, hay là quý vị, à, cao đồ, à, thấy phần nào sai cũng, à, thông cảm tha thứ, à, và có cái lời nhắc nhở giùm, à, tôi rất cảm ơn. Thì trở lại vấn đề, kính thưa quý vị, cái hiệu quả hiện nay nghĩa là đối với chương trình tôi sẽ phát 1.000 ký gạo đó
là khởi đầu xuất phát từ đâu? Khởi đầu xuất phát từ một đứa bé Tường Lam 5 tuổi đó, mà đã biết cái lòng từ thiện, cái lòng bố thí đó. Như vậy thì đó là cái hạnh của người tu đó. Cái hạnh của một người nghe là biết nhân, biết lễ, biết nghĩa, biết trí, biết tính, biết nhân đạo đó. Thì rõ ràng đây là một điều rất tốt đó. Thì cũng như thế này, ở trong xã hội thương nhau thì trái ấu cũng tròn, ghét nhau cục bồ hòn cũng méo đó. Mà mình dùng cái tâm ganh tị đó, để mà chỉ trích đó, để mà phán xét đó, sự việc đúng sai, thì xin quý vị phải nhớ lại cái lợi ích rất là nhiều đó. Nếu mà đúng như phán xét của quý vị cũng là có lợi ích cho xã hội đó. 1.000 ký gạo đó, là tất nhiên là mỗi một phần, vậy là 10 ký là được 100 phần, mà 3.000 ký là 300 phần, là phần 10 ký. Nhưng mà tôi đã lướt qua cái mạng YouTube để coi vấn đề phát gạo, thì mỗi phần vậy là chỉ có 5 ký thôi đó. Thì nghĩa là 3.000 ký gạo là phải 600 phần đó. Thì 600 phần này đem lại hạnh phúc biết bao nhiêu đó, là trong 600 con người, chỉ một lời nói ngắn gọn đó, về bố thí phát gạo thôi đó. Cái của người ta bố thí cho mình đó, thì mình cũng rất trân trọng đó, rồi cũng nhớ tới cái lòng bố thí của người ta đó, mình cũng phải cảm ơn người ta đó, đó là một điều rất tốt đó. Rồi mình nhớ tới cái hạnh là bố thí, mình làm sao cố gắng để được như mọi người, để có lòng bố thí giúp đỡ những người nghèo khó trong cơn là người ta cần thiết. Đôi lúc quý vị phải nhớ kỹ, trong gia đình mỗi người đâu phải là ai cũng là đầy đủ hết đâu. Có nhiều trường hợp có thức ăn mà không có gạo nấu cơm, rồi gạo thì người ta bán thiếu gì, rồi không có tiền rồi đi mua nhiều lần, đôi lúc là thiếu hụt phải mua triệu, mà mua triệu là đôi lúc mà chưa hẹn trả, mà không đúng hẹn trả rồi bây giờ nghe là phải mà nhịn đói thôi, chứ bây giờ nghe là đâu dám mà đi mua người ta một lần nữa. Thành thử ra dầu gì đi nữa thì cũng là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Quý vị không cần phải là đại gia, không phải có tiền rất nhiều nhưng mà quý vị phải có cái ý định nghĩa là tin theo Phật pháp. Phật pháp rất là nhiệm màu nghĩa là mình nghĩa là đem cái lòng mình ra để mà giúp đỡ mọi người thì cái sự việc nó sẽ tới với mình một cách thanh thản. Mình cũng thấy là sống trong cuộc đời này, con người người ta sinh ra có một hai cách, một cách là đóng góp và một cách là có mặt. Mình phải suy nghĩ trong cuộc đời này là cái gì. Sự đóng góp cho xã hội là sự có mặt trong xã hội, hai giới hoàn toàn khác nhau. Mình có mặt trong xã hội là một phần tử trong xã hội này, có nhiều phần tử mới thành một xã hội. Mà sự có mặt của mình là sự có mặt chứ không phải là sự đóng góp. Thành thử ra những câu danh ngôn mà các nhà chính trị thường nhắc lại của Abraham Lincoln. Bạn phải hỏi bạn làm gì cho tổ quốc, chứ đừng có hỏi tổ quốc phải làm gì cho bạn. Đó là cũng có nhiều nhà chính trị đã nhắc lại câu đó nhiều lần. Thành thử ra ở trên cuộc đời này
chúng ta cũng không nên đòi hỏi nhiều quá, mà cũng không nên thụ hưởng nhiều quá, mà phải suy nghĩ rằng sự có mặt của mình là để đóng góp thì nó tốt hơn. Sự có mặt của mình là một phần tử trong xã hội, mà không có sự đóng góp, không có sự là hưởng ứng, mà lại đem những lời chỉ trích để đánh tan đi cái sự là thánh thiện, cái sự tốt đẹp, là trái lại là đối với một con người như vậy thì mình phải tự xét mình, mình là phải là đúng một thành phần trong xã hội này hay không. Thành thử ra kính thưa quý vị, nói tóm lại, kính thưa quý vị, mình chưa được làm gì, chưa có đóng góp được gì, thì xin quý vị cứ nghe là cứ tĩnh tâm mà suy nghĩ những việc gì có ích cho xã hội thì mình hãy nói, hãy đúng nghĩa là nói những lời tốt đẹp đi, đừng nói những lời phản biện mà cho ta đây rằng là khôn ngoan, là lý luận giỏi, khôn ngoan giỏi. Chuyện đó thì đối với mọi người trên xã hội này ai cũng phải biết nhận xét điều đúng điều sai hết. Trái ngược lại, mà mình con thuyền đang bơi mà mình đem cái dầm hay đem cái chân mình cản nước lại, là điều đó là nó không hợp lý. Bây giờ cái phong trào 1.000 ký gạo để phát cho những người nghèo là tôi thấy là đang tiến triển rất là rầm rộ. Việc này là cái việc tốt, chứ đâu phải là cái việc mà suối người ta mà đi ăn trộm ăn cướp mà đâm chém nhau đâu. Chuyện đó quá rõ ràng rồi. Thành thử ra trong vấn đề này, nói tóm lại, đây là một cái hạnh tu hành rất tốt, mà đứa bé tôi khẳng định là đã có đủ đức độ nói ra những cái lời thánh thiện thì mọi người hưởng ứng theo. Đây là một dịp đáng mừng, chúng ta không nên chê trách và cũng không nên là đào sâu là đây là sự diễn tuồng hay là đây là một sự là lợi lạc gì hết, mà đây là một cái sự lợi lạc chung cho xã hội, cho những người nghèo khó. Thì đây là một điều tốt mà chúng tôi rất tôn trọng, rất hoan nghênh gia đình của bé Tường Lam, cũng như là những nhân vật mà ủng hộ, coi như là đây chúng tôi không phải là giới thiệu như trong kênh của Phú Độc Lạ Bình Dương, trong việc làm mà rất là chính đáng và tích cực, thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh, và mong tất cả cộng đồng xã hội mình nên có cái ý tưởng để là bố thí như vậy, theo cái sự phát động của Độc Lạ Bình Dương, của Phú Bình Dương, trong kênh Độc Lạ, thì tôi sẽ phát 1.000 ký gạo, thì trong tương lai, trong dịp nào cụ thể nào đó quý vị thực hiện được thì đó là một điều nghe là chúng tôi rất hoan nghênh và chân thành ủng hộ, và có lời khen ngợi gia đình của bé Tường Lam đã nghe là phải có cái năng lực, đừng thối chuyển, chuyện mình làm đúng, đừng có sợ ai hết. Ở đời thì nghe là có nhiều kẻ tị hiềm ganh ghét,
Điều đó là lẽ đương nhiên rồi, nhưng mà làm gì đúng thì mình cứ làm. Đó là cái chân lý tuyệt đối của bên đạo Phật. Ai biết tri việc phải cứ làm. Đó là lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngài đã nói như vậy. Thành thử ra quý vị phải tinh tấn hơn nữa, phải tích cực để cho cái chương trình được trọn vẹn và có ích cho cộng đồng xã hội. Mắt nhìn kỹ mạo vừa qua, gầm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu công, ruộng đồng chẳng có xả rơm, trâu bò cổ nhà nông héo lòng. Căn thình bước tới thiệt rồng, trông cho mùa tháng ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo giá tớ như bào, giờ đâu con yêu thương nào cho. Cá kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điền chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chỉ những tình xa, lúc xưa thì cũng rục rà với nhau. Ngày nay phúc phúc sang giàu, xin thương kẻ khó biết hào một khi. Cầu cô chú bác cùng gì, khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Dịp nhà quý bạn đã xong, dịp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyến khích tớ đời ta nhà. Giữ bò đến lúc
cho chúng nó ngõ hầu làm xin quên mấy lúc giận hờn ra tay tế độ nghe thầy khuyên xây dần trời đất tiếc thì hết cơn bị cực tới thì thời lai cổ kim hiếm lúc nàng tay hưng dòng suy thành bằng lai lẽ lớn rộng phải dương muốn qua chuông khổ tìm đường vòng lại ngày kia được trở gót hai về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp giàu sang nghèo khó cũng người nên ta thương hết giàu cười hãy khen lòng nhân sinh ra thắp đèn thắp sùng dương khai chi sách đèn ai thánh hiền roi tích đời xưa nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ chết rồi bỏ của bơ vơ chỉ bằng làm bài truyền thơ đi đời xác phàm có mấy lắm hỏi dây có một mà lời đôi ba của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lớn chê nghèo giàu nó đâu bền chi bằng đô đức lập nền từ bi con hiền ca sớm hồi quy nghe lời thầy dạy kịp thì bớ dân dòm xem kẻ của tạo thần rộng tâm sang sức dấp lần với nhau nghèo thời cũng răng cháu ra chớ đừng gian xảo ngày sau thân bần cùng cùng sớm liệu toan giữ tâm ngay thảo xóm làng mến yêu mô cán thân tình cần tiêu khỏi cơn hoạn nạn làm kiều được ít ai dự đằng chi cần tu theo nước lớn dòng bèn thả trôi tuy xa mà tới mấy hồi đất còn lỡ phải đổi tự nhiên thầm thương cho kẻ ta điên
gặp cơn lúa ngập của tìm rau tay. Nó chiều rồi lại đói mai, da bồng trí đoạn đắng cay nhiều bề. Lo tròn cha mẹ nghi ngây, nhầm năm lưng tốt mê, não đầy tâm trung. Khá thương những kẻ bận cùng tâm lành dư của, hãy dùng vào đây. Sốt sốt nhà sau mũ dép nồng, ông chồng quần áo rách trôi thôi. Bầy con ngơ ngác đòi xôi bữa, lũ nhỏ dành nhau lấn chỗ ngồi. Khua đùa mèo hung ngờ chú Thảo, muốn rơi cho vợ thường cho mồi. Lầm than đói khó vì ai ắt, hỡi kẻ sang giàu cứu nạn trôi. Nạn trôi lúa ngập đói còn xa, điền chủ mau mau nghĩ phần mà tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp dùm kẻ đôi buổi vừa qua. Có ăn dư huệ nhờ thân nó, nghèo khổ bằng phu thảm dữ. Nếu đã xả thân tâm đau đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu. Giảng vật từ nay luôn thảm sần, áo nào thương đời đã hối hộ, u buồn trăm năm họ vẽ dài câu.